Thì mọi người ạ, tình hình là bệnh của Thảo càng ngày càng nặng lên rồi. Ngứa lắm hả? Đây mọi người nhìn này, bây giờ tự nhiên là nó nặng hơn sao ấy, bắt đầu là Nó nước, chảy nước nó chảy nước này. ra rồi. Để anh lấy cái khăn khô nhá. Lấy khăn khô cho em thấm. Này. Em thấm vào. Thấm mới đừng để nó chảy nước ra ngoài nó nan ấy. Bây giờ mấy giờ rồi? Mọi người ạ, thì bây giờ là 11 giờ rồi thì Thảo không ngủ được ấy. Thì Thảo bảo ngứa lắm. Chắc là bây giờ bệnh nó nặng lên rồi, khả năng phải đưa đi viện luôn đây. Chết dở rồi. Bây giờ nó bắt đầu nó chảy chảy nước ra này. Bắt đầu nó chảy nước nhiều ra ấy. Không được rồi. Thôi để anh nói chuyện mẹ đưa em đi lên viện luôn thôi. Này không được rồi, nó nặng lên rồi. Mọi người ạ, thì tình hình không ổn rồi. Thảo bây giờ bệnh lặng lặng rất nhiều rồi. Bây giờ nó chảy nước ra ấy. Thì bây giờ chắc là phải đưa lên bệnh viện gấp thôi mọi người ạ. Alo, chị Hoài à? Anh Thao đâu, sao em gọi không được? Dạ vâng. À đang ngủ à? Anh gọi chị à, chị gọi anh dậy sang nhà mẹ em chở vợ em đi viện gấp thôi. Vâng, Thảo bây giờ bệnh nặng lắm rồi, bắt đầu như kiểu là nó nặng hơn rồi ấy, bây giờ nó loét ra xong nó chảy chảy nước ra cơ. Lúc chiều thì nó còn khô khô, bây giờ nó chảy nước ra rồi. Vâng. Chị bảo anh Thao sang bên đây đón vợ chồng em đi viện gấp nhá. Dạ vâng, em phải đưa lên bệnh viện gấp thôi chứ bây giờ để ở nhà cũng chả biết thế nào mà lần ấy. Bây giờ thì không Bây giờ em nói chị này, chị cứ bảo anh sang đây đón em đi. Không, bây giờ không nghe ai nữa. Đến lúc mà chẳng may nó có xảy ra một cái chuyện gì đấy, nó có nguy hiểm ra thì lúc đấy thì ân hận không kịp. Vâng. Được rồi, thế chị bảo anh sang nhà em gấp nhá. Mọi người thì bây giờ phải đưa Thảo đi lên bệnh viện thôi. Mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ra con bảo. Chết giả, bây giờ vợ con bệnh nặng lắm rồi mẹ ạ. Giờ chảy nước ra rồi đây này. Đấy, bây giờ là nó sưng lên xong bắt đầu nó chảy nước ra rồi đây này. Ngứa lắm. Thì con đang bảo bây giờ là con phải đưa vợ con lên viện gấp thôi. Chứ bây giờ không để như thế này được mẹ ạ. Bây giờ con đưa vợ con lên trên Hà Nội thôi chứ nếu mà đến giờ khám ở đây thì cũng thế mẹ ạ. Ở ngoài Quảng Ninh kia con khám còn bao nhiêu bệnh viện còn không khỏi mà. Không, bây giờ con nhất quyết là con phải đưa vợ con lên trên trên Hà Nội, lên bệnh viện Trung ương thì mới được mẹ ạ. Chứ bây giờ ở đây thì nó cũng thế à. Mẹ thấy bây giờ nó nặng lắm rồi mẹ ạ. Bây giờ có khi là nó chuyển sang giai đoạn cuối rồi ấy. Là bệnh nặng nặng lắm rồi đấy mẹ ạ. Thôi bây giờ nhất quyết hôm nay con giờ con phải đưa vợ con lên trên bệnh viện. Bây giờ bế cả con đi theo thôi chứ bây giờ để ở nhà thì giờ lên Hà Nội mất mấy tiếng nhỉ, 3 tiếng đúng không? 3 tiếng cả đi cả về nữa, rồi mất cả một ngày trời rồi, không thể để cháu ở đây được. Trở lên bệnh em viện thật ra, mẹ ạ. Bệnh viện ra ngoài Hà Nội đi chỗ trung tâm cho em khám điều trị xong đi. Có gì đấy. Bây giờ nó nặng lên rồi này mẹ này. Giờ nó cứ ngất ngủ hết lên rồi. Mẹ đưa cho vợ con bế. Thế mẹ ở nhà nhé, để con đưa vợ con lên viện khám xem tình hình như nào đã. Cái này cho.
Hiện tại bây giờ là 6 rưỡi thì mình đã có mặt ở Hà Nội rồi. Bây giờ thì đi thẳng lên phòng khám. Nhưng mà hôm nay thì lại là chủ nhật mọi người ạ. Chủ nhật thì phòng khám mở cửa từ 7 rưỡi cơ, 7:30. Bây giờ là chắc là đi ăn sáng xong rồi lúc nữa thì mới lên khám được mọi người ạ. Hiện tại thì mình đã tới bệnh viện Gia Liễu Trung ương rồi nhé mọi người. Thì bây giờ là đi lên nhận phiếu để vào khám mọi người. Không biết là trong đây có cho quay video không. Bây giờ thì lên tầng 2 phòng công tác xã hội để lấy hôm qua giấy mình đăng ký ấy. Thì xong bắt đầu vào khám luôn. Chân của Thảo bây giờ thì không đi được mọi người, đi rất là tập tễnh. Không biết là tí nữa khám thì sẽ ra kết quả như thế nào. Thì mọi người ạ, bây giờ thì thực sự là mình cảm thấy rất là buồn. Mình đã nhận kết quả đây rồi. Thì vừa rồi là mình cũng đưa Thảo vào ấy, đưa vợ mình vào trong bệnh viện khám. Thì ở trong đấy thì bác sĩ không cho quay phim chụp ảnh. Thì mình cũng không ghi được hình cho mọi người xem ấy. Thì bây giờ là ra ngoài đây thì mình mới quay được và thông báo cho mọi người xem. Thực sự là bây giờ vợ mình đang rất là... Mình đang lo là cái bệnh trầm cảm của vợ mình bây giờ nó càng ngày nó càng nặng thêm. Thôi em ạ, thôi đừng có khóc nữa. Thôi em ơi sao đâu, bệnh của em vào điều trị khỏi ấy đã. Bây giờ tình huống bắt buộc rồi. Không làm sao còn cách khác được nữa. Anh nói thật đấy. Bây giờ tình huống bắt buộc rồi. Đừng khóc nữa. Thì đây, mình cũng cho mọi người xem kết quả luôn đây. Cái này là cái thanh toán tiền, anh lấy cho em cái phiếu kết quả ở dưới. Nữa đi, tờ nữa đi. Đấy mọi người thì cứ bình luận là bảo em ấy diễn, em ấy lôi mọi thôi ơi, cái vấn đề đấy mình không nói ở đây làm gì nữa anh ạ. Còn ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi. Còn những ai comment toxic thì em xóa hết, chặn vĩnh viễn luôn, không cho comment nữa. Đây. Chuẩn đoán là viêm da nhiễm trùng nhá. Tức là mức độ bây giờ là mức độ nặng rồi. Bác sĩ bảo là bây giờ là nó đã chuyển qua nhiễm trùng. Và nếu mà không nhập viện chữa trị kịp thời thì sẽ dẫn đến tình trạng là nhiễm trùng máu là rất là nguy hiểm. Đó. Đây, cho người xem đây nhá. Đây là biên lai thu tiền nhá. Đi khám đây nhá. Đây nhá, Bệnh viện Gia Liễu Trung ương đây nhá. Đó. Bây giờ thì thôi em ạ. Thực sự là anh cũng rất là nhớ con và... Nhưng bây giờ phải bắt buộc rồi. Tình huống bắt buộc rồi. Bây giờ em nhập viện không thể cho con vào trong bệnh viện được đâu. Trong cái bệnh truyền nhiễm thôi. Bởi vì trong bệnh viện... Toàn bệnh nhân thôi. Bệnh viện nó rất là nhiều. Nó đủ tất cả mọi loại bệnh truyền nhiễm trên đời. Thì làm sao mà cho con vào trong đấy được, đúng không? Cho con vào trong đấy, lỡ nó lây cho con thì làm sao? Không thể nào mà cho vào được. Kể cả có ở phòng riêng nó đều dính bệnh hết. Dính hết bệnh rồi. Thì bây giờ thì bắt buộc phải xa con. Thôi đừng khóc nữa, anh xin em ấy nhá. Em khóc rồi em suy nghĩ vào cái bệnh của em nó nặng hơn. Bây giờ em đang mắc bệnh trầm cảm ấy, em bớt suy nghĩ lại được không? Thực sự là bây giờ anh cũng không, anh là bố đây mà anh cũng không thể nào mà làm được gì khác, bất lực luôn. Chỉ còn cách là bây giờ phải nhập viện thì điều trị, nếu mà nhanh thì khoảng 1 tuần, mà chậm thì có thể là lâu hơn. Bây giờ thì bắt buộc mình phải tạm xa con một thời gian. Bây giờ thì em nghĩ là em sẽ bây giờ trước tiên em sẽ vào đăng ký nhập viện cho vợ em. Còn cháu thì em nghĩ là nếu mà anh chị có bận không thì em xin phép thì anh chị giúp em gửi cháu cho anh chị chăm sóc hộ em một thời gian. Anh chị hỗ trợ em 1 tuần. Vâng. Đấy. Xem là đi về qua nhà em lấy quần áo mới cả đấy. Cháu. Thì bây giờ em không biết gửi ai được nữa rồi.
bố em thì không thể nào mà chăm được, bố em không biết chăm một cái gì đâu. Mẹ em thì không thể nào mà đóng cửa hàng được. Mẹ em chỉ có thể thỉnh thoảng chạy qua gọi là chăm sóc một chút thôi, không thể nào mà 24/24 được. Đấy. Mà bây giờ thì chỉ còn em nghĩ là bây giờ chẳng còn ai giúp đỡ được em lúc này ngoài anh chị. Nếu như mà hai đứa đồng ý thì chị chăm cho mấy hôm, bao giờ mà đấy, khỏe ra viện thì về đón cháu về. Thì em nghĩ là nếu mà vào đấy chữa trị khoảng một tuần, vợ em không cần khỏi hẳn, chỉ cần gọi là đỡ khoảng 70% thì em sẽ cố gắng là xin bác sĩ cho ra viện sớm ấy. Không được, cứ điều trị cho nó dứt điểm đi. Đúng một pháp đồ của bác sĩ là bao giờ là điều trị dứt điểm đi. Bác sĩ là muốn ra viện hay không là bác sĩ phải xét nghiệm lại. À, vâng vâng. Tế bào hầu. Thế thì nghĩ là nó đỡ thì mà về nó không được. Chứ là cũng nay là cũng rất mừng, ngay là bác sĩ là lúc đầu vào là chuẩn đoán là em ấy bị nhiễm trùng máu rồi cơ. Nhưng mà may kết quả xét nghiệm thì nó lại may mắn một cái là chưa đến cái mức nhiễm trùng máu. Cái này chỉ chậm 1 đến 2 hôm thôi là nhiễm trùng máu. Nghĩa là trùng máu là phải lọc máu. Nghĩa là bác sĩ nói với mình ấy là chỉ cần đi đưa lên bệnh viện chậm khoảng 1 đến 2 hôm nữa là khẳng định là sẽ bị nhiễm trùng máu. Đó, rất là nguy hiểm. Thế nên là bây giờ thì trong cái rủi thì cũng có cái may một chút. Nhưng mà bây giờ em cũng không biết là thanh toán tiền viện phí hết ở trên đây chắc nhiều anh nhỉ. Thôi, cứ vào làm thủ tục nhập viện đi đã, rồi nhập viện tình hình tạm ứng như nào thì thôi thì anh em mình tính tiếp. Anh em mình tính tiếp thì đấy thôi, anh có thể là anh kêu gọi một số anh em nữa cho. Thứ nhất là trước tiên là cứ cho em mượn đã. Vâng. Vì em bây giờ em không có. Vâng. Còn sau này thì vợ chồng em ra viện nó có thể là anh em nào dư dật thì anh em ủng hộ em, cho em hay là gì đấy thì cái đấy là dạ, em vâng. Sau thôi thì trước mắt thì cứ em nghĩ là cứ nhập viện đã, rồi rồi em sẽ cố gắng xoay sở tiền long. Nói chung là mình bây giờ thì mình cũng đang rất là khó khăn, nhưng mà em phải nghĩ đi, nhiều người còn khó khăn hơn mình rất là nhiều, nhưng mà người ta vẫn cố gắng vượt qua, người ta không thể yếu đuối, đúng không? Đấy, thì bây giờ bắt buộc con phải gửi con đi thôi. Mặc dù anh xa nó một tuần, anh cũng rất là nhớ nó, rất là nhớ con. Con thì cũng chỉ là anh chị chăm thôi, hoặc là ấy thôi. Đấy. Còn em chữa bệnh xong là em vẫn về. Bây giờ em đưa vào trong đấy là bao nhiêu nguồn bệnh, là từ như là ghẻ hay là toàn là bệnh nhân cả trong đấy. Trong đấy thì rất là nhiều bệnh nhân, không thể nào mà đưa vào đấy được. Xong lại còn bao nhiêu người qua lại. Có thể này, ví dụ như sức đề kháng của anh khỏe đi vào đấy thì ví dụ như anh có thể chống chọi lại được, nhưng mà con mình lấy đâu ra sức đề kháng để mà chống lại được đúng không? Vào đấy thì lại tự nhiên khổ nó ra thì thôi. Nhá. Thôi, bây giờ thì anh sẽ đưa em vào nhập viện. Rồi vào nhập viện thì không ấy, quá giờ trưa đấy. Đấy, lại phải để chiều đấy mọi người ạ. Vậy thôi thì hôm nay mình cũng quay cho mọi người, chia sẻ cho mọi người chút về chuyện gia đình mình đấy. Thì thực sự là còn ai nói gì hay không thì mình không quan tâm đâu, cứ comment tiêu cực thì là mình sẽ xóa luôn, xóa vĩnh viễn khỏi kênh. Còn khán giả mà yêu quý mình từ trước đến nay thì cũng xem clip của mình thì cũng đã hiểu hoàn cảnh gia đình mình như thế nào rồi. Hôm qua thì vợ mình bỏ đi, hôm nay thì phải nhập viện. Thôi thì bây giờ mình cũng không nói nữa, nói ra thì nhiều người thì lại bảo kè nè. Thôi thì mình kết thúc clip ở đây nhá. Bây giờ thì mình đưa vợ mình vào nhập viện. Thì nếu mà trong bệnh viện, trong phòng ở trong bệnh viện ấy, nếu mà được quay ấy thì mình sẽ lại tiếp tục quay để mà up cho mọi người xem tình trạng bệnh của Thảo.